Dương Dung, nữ phụ vạn năm khó mời nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Mặc dù sở hữu một gương mặt xinh đẹp đáng yêu, nhưng sự nghiệp của Dương Dung lại không hề dễ dàng gì, rất gập ghềnh, lúc lên lúc xuống. Được khen nhiều về diễn xuất và là một trong những sao trẻ tài năng thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ, nhưng Dương Dung lại không được nhiều người biết đến. Năm 12 tuổi, Dương Dung được đạo diễn Tạ Tấn phát hiện về khả năng diễn xuất nên cô bước chân vào showbiz Hoa ngữ rất sớm. Với gương mặt đẹp, đáng yêu và nụ cười rạng rỡ, Dương Dung nhận được khá nhiều vai diễn, nhưng hầu hết các dự án của cô đều là vai nữ phụ không có gì nổi bật. Có lúc nữ diễn viên còn được coi là một trong những ngôi sao thế hệ mới tài năng của showbiz, nhưng dường như may mắn không mỉm cười với Dương Dung. Hầu hết các vai diễn của cô đều có phần mờ nhạt và thiếu điểm nhấn, khán giả khó có thể lưu giữ được nhiều về cô. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Dương Dung tham gia với vai nữ phụ trong phim Mẹ chồng vui vẻ, nàng dâu xinh đẹp năm 2010 của nhà biên kịch nổi tiếng Vũ Chính. Rất nhanh, cô diễn viên vô danh 29 tuổi ấy đã lọt vào mắt xanh của biên kịch vàng. Anh đã gặp gỡ và mời Dương Dung ký hợp đồng với công ty của mình, hứa sẽ hết sức giúp đỡ cô nàng. Không suy nghĩ nhiều, Dương Dung đã ngay lập tức đồng ý lời mời của Vũ Chính, bởi căn bản, hợp đồng của cô với công ty quản lý cũ cũng sắp hết. Năm 2011, Dương Dung ký hợp đồng với Vũ Chính Studio, thật sự mong muốn vị biên kịch tài tiếng này sẽ giúp cô tiến thêm bước mới trong sự nghiệp. Trở thành gà cưng của Vũ Chính, Dương Dung từ vai nữ phụ vạn năm chuyển thành ác nữ vạn năm. Bộ phim đầu tiên mà Dương Dung đóng với vai trò là diễn viên của Vũ Chính Studio là Cung Tỏa Châu Liêm năm 2012, phần 2 của bộ phim Ăn Khách Cung Tỏa Tâm Ngọc năm 2011. Mặc dù phim này Dương Dung chỉ đóng vai nữ phụ, nhưng cô còn được chú ý hơn cả nữ chính Viên San San. Cũng trong năm 2012, Dương Dung đã có thêm vai nữ phụ khác trong Nữ Nhân Của Vua. Ngoài Trần Kiều Ân ra thì Dương Dung chính là ngôi sao được yêu thích trong bộ phim này, hơn cả nữ chính Viên San San. Tiếp đó, Dương Dung liên tục gây chú ý, được khen ngợi về khả năng diễn xuất tốt trong nhiều phim như Lục Trinh Truyền Kỳ, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cung Tỏa Liên Thành, Vân Trung Ca. Dù chỉ đảm nhận hàng loạt vai nữ phụ nhưng thực sự, vai diễn của Dương Dung còn nổi bật hơn cả nữ chính trong phim. Phải đến bộ phim Chế Tạo Mỹ Nhân năm 2014, Vũ Chính mới đưa Dương Dung lên làm nữ chính sau 3 năm bị gắn danh hiệu nữ phụ vạn năm. Khi chia sẻ về danh hiệu này, Dương Dung cũng cho biết cô không mất tự tin vì chỉ được làm nữ phụ. Ở nhiều phương diện, mọi người sẽ nói tôi không được may mắn, có lẽ tôi không có những vinh quang này nọ, không thuận lợi, không giống các bạn học của mình đều có cơ hội thành danh. Nhưng trên con đường của mình, tôi cũng đã bước những bước vững chắc thật sự qua nhiều vai diễn đa dạng, đóng phim đã tôi luyện kỹ năng và tính cách của tôi. Hiện tại tôi rất vừa lòng với tình hình của mình, tôi rất thích công việc này, có thể chăm sóc người một nhà, tôi rất vui vẻ. Quá trình biến đổi một hàm hương ngây thơ trong sáng thành một phi tần đầy tâm cơ trốn hậu cung, cho đến Hoắc Thành Quân yêu quá hóa hận và cũng dấn thân vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi, cho đến tên ngục tù gian xảo trong Thiên Kim Nữ Tặc đều được Dương Dung thể hiện xuất sắc. Vai diễn nào cũng vô cùng nổi bật bởi sự linh hoạt trong diễn xuất, không hề lặp lại một màu, thậm chí những vai diễn đòi hỏi độ khó cao và giằng xé nội tâm như Đỗ Tiểu Hàn, Thiên Kim Nữ Tặc cũng không làm khó được Dương Dung. Chịu đau đớn khi quay vai chính đầu tiên. Sau vài năm chuyên trị vai ác trên màn ảnh, Dương Dung cũng được Vũ Chính giao cho vai nữ chính đầu tiên sau 4 năm gắn bó. Nữ diễn viên đã có thể phát huy được tài năng diễn xuất của mình, được khán giả công nhận thực lực sau vai Tô Liên Y trong Kiệt Tác Mỹ Nhân. Dù dự án phim không thực sự gây tiếng vang, nhưng dấu ấn về một Tô Liên Y trung tình, luôn hết lòng vì người mình yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả là một điều khó phai với ai đã xem bộ phim. Tuy rằng nói Tô Liên Y là được Dương Dung tạo ra, nhưng tính cách Tô Liên Y hoàn toàn trái ngược với Dương Dung. Tô Liên Y phóng khoáng, chủ động, tính cách quật cường. Còn ngoài đời, Dương Dung lại là một người ôn hòa, trầm tĩnh, lại càng không thể giống Tô Liên Y theo đuổi đàn ông. Trước khi quay Kiệt Tác Mỹ Nhân, Dương Dung đã vì bị bệnh mà phải phẫu thuật ngực, nhưng kịch bản trang phục lại yêu cầu khắt khe. Dường như Dương Dung đã phải kìm vết thương để quay xong bộ phim này, vậy nên miệng vết thương cho tới giờ vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Cũng kể từ năm 2014 cho tới nay, sự nghiệp của Dương Dung cũng có những bước thăng tiến đáng kể, góp mặt với vai trò nữ chính trong nhiều phim như Tình Địch Tam Sinh, Muốn Nói Với Em Tình Yêu Của Anh, Xin Chào Ngày Mai, Tân Phi Đạo Hữu Kiến Phi Đao. Năm 2016, cô tham gia vào vai nữ chính trong bộ phim Truy Tìm Ký Ức. Bộ phim đã làm gia tăng sự nổi tiếng của cô và giúp cô cùng với bạn diễn của mình giành được giải thưởng cặp đôi đẹp nhất. Đặc biệt, Truy Tìm Ký Ức chính là bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Dương Dung. Từng bị chê bai khi nhận vai, nhưng đến khi phim được phát sóng, khán giả lại chỉ biết ồ á trước mặt hóa thân thành Tu Miên, Bạch Cẩm Hy xuất sắc. Dương Dung nhận được khá nhiều lời khen ngợi về khả năng biến hóa đa dạng giữa cô sinh viên năng động Tu Miên và nữ cảnh sát tài giỏi Bạch Cẩm Hy. Ngôi sao thực lực được yêu mến của showbiz, có lẽ Dương Dung là một trường hợp khá đặc biệt và thú vị trong làng giải trí Hoa ngữ. Vào nghề được gần 20 năm, nhưng Dương Dung lại chưa có đầy 10 vai nữ chính. Những vai khác chủ yếu là nữ phụ, thậm chí chỉ là xuất hiện trong vài cảnh. Nhưng dù có là nữ chính hay nữ phụ, Dương Dung vẫn luôn cố gắng hết sức hoàn thành vai diễn của mình thật xuất sắc. Đã từng hợp tác với nữ chính Viên San San hay Angela Baby, nhưng thật sự, diễn xuất của Dương Dung còn nổi trội hơn cả đồng nghiệp.
Các chuyên gia và khán giả cũng đánh giá cao diễn xuất của ngôi sao 35 tuổi. Những vai diễn đa dạng không hề bị lặp lại. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Dương Dung còn được khán giả yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, đời tư trong sạch không có scandal. Tính cách ôn hòa, trầm tĩnh, thân thiện và cũng rất vui vẻ khiến Dương Dung được lòng của rất nhiều người. Mặc dù khá tiếc cho một bông hoa nở muộn đầy tài năng, nhưng mọi người vẫn hy vọng Dương Dung sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp với những vai diễn gây chú ý. Gương mặt đặc biệt trong Speed. Có rất nhiều nghệ sĩ tiên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ, dù dư ăn dư mặc vẫn tích cực đóng phim, chạy show sự kiện, quảng cáo. Triệu Lệ Dĩnh là một ví dụ điển hình. Nữ diễn viên từng nói rằng sẽ dành 360 ngày trong đoàn phim và cô ấy có rất ít thời gian cho bản thân. Tuy nhiên, cũng có những người trong làng giải trí hoàn toàn khác với họ. Nhắc đến gương mặt đặc biệt trong Speed đó, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Dương Dung. Mặc dù Dương Dung đóng phim từ rất sớm, có kỹ năng diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp, nhưng chưa bao giờ Dương Dung vươn lên thành ngôi sao hạng A, sở hữu cho mình một gia tài phim đồ sộ cũng như khả năng diễn xuất đáng nể. Thay vì những nghệ sĩ khác tận dụng sự nổi tiếng để nhận phim, show hay event thì Dương Dung lại ngược lại, thậm chí cô còn từng nói với trợ lý của mình, khi nào tôi muốn quay phim thì lúc ấy sẽ quay. Trước thái độ của Dương Dung, ban đầu nhiều khán giả cho rằng Dương Dung hành xách, chảnh chọe, kiêu ngạo. Tuy nhiên, Dương Dung nói đơn giản là cô lựa chọn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Vì vậy mà quay xong một bộ phim, có lúc Dương Dung nghỉ ngơi đến 1.5 năm. Đối với Dương Dung, tiền không quan trọng và cô cũng cho rằng thực sự không cần lãng phí cả tuổi thanh xuân vì tiền. Những ngày Dương Dung không quay phim, cô ấy sẽ tắt điện thoại di động, rất khó để người khác tìm thấy cô ấy. Dương Dung cũng sẽ dành thời gian đến phòng gym để rèn luyện sức khỏe. Việc này cũng là vấn đề làm khó rất nhiều đạo diễn yêu thích diễn xuất của Dương Dung. Nếu đưa ra lời mời Dương Dung đóng phim trong giai đoạn cô đang nghỉ ngơi, chắc chắn nữ diễn viên sẽ từ chối, trừ khi vai diễn đó đủ hấp dẫn để lôi kéo Dương Dung quay lại với công việc. Còn nếu Dương Dung đã không thích thì dù tăng cát xê bao nhiêu, cô vẫn từ chối. Cũng chính vì thế, nhiều đạo diễn nổi tiếng yêu thích diễn xuất của Dương Dung hay nói rằng Dương Dung là diễn viên khó mời nhất trong Speed. Thậm chí trong một lần phỏng vấn, biên kịch tài ba của màn ảnh Hoa ngữ Vũ Chính từng nhận xét về Dương Dung. Dương Dung không nổi tiếng vì cô ấy quá lười và không mấy coi trọng công danh lợi lộc trong sự nghiệp. Mỗi lần đóng xong một bộ phim, cô sẽ phải nghỉ ngơi khoảng nửa năm, có khi hơn một năm rồi mới tiếp tục đóng phim. Bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, đến nay đã hơn 24 năm, nhưng Dương Dung chưa bao giờ dính bất kỳ một scandal hay một quy tắc ngầm nào của giới giải trí đầy thị phi. Những thành quả mà Dương Dung có được ngày hôm nay đều do sự cố gắng và thực lực của cô mà có được. Cũng chính điều này, Dương Dung rất được lòng nhiều khán giả trong và ngoài nước. Mặc dù rất lâu không đóng phim, nhưng lượng fan hâm mộ của Dương Dung vẫn ngày một tăng lên, chứ không hề giảm. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với lối sống của Dương Dung, đồng thời cũng đồng tình với cách làm và thái độ này của nữ diễn viên. Nhưng có một điều người ta không thể hiểu nổi rằng, khi Dương Dung đóng vai phụ thì cô lấn át nữ chính bằng diễn xuất tuyệt vời của mình. Đến lượt cô đóng vai chính thì dù tham gia nhiều thể loại khác nhau, nhưng đều không thể tạo độ nổi tiếng được như vai phụ. Đây là điều khán giả luôn thấy tiếc cho một diễn viên có tài năng như cô. Có thể nói Dương Dung là một trường hợp đáng tiếc của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.